Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là Hữu Duyên với cả nhà mình một bộ tượng Tam Thánh nha. Gồm có ba tượng Quan Âm, Di Đà và Thái Chí nha. Rồi bây giờ mỗi một tượng này á là tổng trọng lượng là mỗi một tượng là gần 15 kg một tượng nha. Chất liệu bằng đồng. Rồi bây giờ tới chiều cao của mỗi tượng là cỡ khoảng 48 cm nha, chiều cao khoảng 48. Chiều cao 48 mỗi tượng nha. Rồi chất liệu thì bằng đồng, rất là đẹp. Tổng trọng lượng ba tượng này á khoảng 44 kg nha. Rất là đẹp. Chất liệu thì bằng đồng cũ, về mình có thể vệ sinh đồ lại nha. Rồi, quan tâm tới bộ tượng này thì cả nhà liên hệ trực tiếp qua Zalo bên em nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều nha.